Đồ gỗ Mộc Nam Huy xin chào. Vâng, hôm nay Mộc Nam Huy xin quay và giới thiệu cho tất cả quý anh chị khách hàng xem một chiếc kệ tivi với chất liệu gỗ gua đỏ tự nhiên 100%, được làm với tiêu chuẩn đó là các bản mặt liền nguyên khối, bản chân liền nguyên khối, bản tầng nguyên khối và bản đáy cũng là bản đáy nguyên khối quý anh chị nhé. Đây là sản phẩm được làm hoàn thiện với mức giá là 16 triệu với kích thước chiều dài là 1m27, chiều cao là 68 và chiều sâu là 42. Vâng, với chất liệu là gỗ gõ đỏ tự nhiên hết 100%. Đây là một chiếc kệ tivi, nó được làm với một cái kích thước nhỏ gọn nhưng mà nó làm với các cái tiêu chuẩn rất là cao. Khi mà một cái mặt ván để tivi có cái độ dày là 6 phân, đã dày liền hoàn toàn quý anh chị nhá, đã dày liền hết, một cái giá trị rất là cao và cái giá trị phải gọi là cốt lõi. Bản chân cũng được làm với tiêu chuẩn nguyên khối luôn. Bản chân đây xin đo cho quý anh chị xem một cách trực tiếp. Bản chân này có cái độ dày là 7 phân rưỡi này. Bản mặt có độ dày là 6 phân. Tiếp theo thì có một cái tấm tầng hay còn gọi là một cái tấm thớt. Đây là một cái tấm thớt được làm với tấm ván 3 phân. Vẫn tiếp tục là liền hoàn toàn quý anh chị nhé. Rất là đẳng cấp và giá trị đấy. Thực sự thì không cần thiết phải dùng cái tấm 3 phân này để làm cái tầng này đâu. Có thể chúng ta làm khung tranh cũng được, tại vì đây là một chiếc kệ tivi bé. Nhưng mà làm với tiêu chuẩn như thế này thì thực sự với quý anh chị là rất là VIP. Tiếp theo thì đó là cái tấm vách hông này. Anh chị cùng nghe cái tiếng cóc cóc nhé. Đó. Đây là một cái tấm vách được làm với độ dày cũng tiếp tục là 3 phân. Đó, và làm kế với cái bản chân ở đây. Tấm vách này thì cũng không cần thiết phải làm là 3 phân đâu. Nhưng mà yêu cầu khách đặt, khách thích dày dặn, thế nên thì Mộc Nam Huy làm cho khách quý anh chị nhé. Và hơn nữa thì đó là về phần cái tấm đáy này. Cái tấm đáy này cũng là một cái tấm đáy liền 3 phân. Xin được kéo cái hộp ra để quay cho quý anh chị coi. Cho nó dễ quý anh chị nhá. Đây, tấm đáy này cũng tiếp tục là tấm đáy liền 3 phân. Đáng lý ra thì cũng chẳng cần, nhưng mà khách yêu cầu muốn cho nó dày dặn và muốn cho chắc chắn quý anh chị ạ. Vâng, với thiết kế thì quý anh chị cùng vâng đợi một chút để Mộc Nam Huy cho cái hộp kéo này vào trong đã rồi quay cho quý anh chị chi tiết. Vâng, với thiết kế thì khách hàng quý anh chị có thể xem có hai chiếc hộp kéo này. Một cái mặt tầng trên để tivi dài suốt là 1m27. Có hai chân thì sẽ có một cái ô trống ở giữa để quý anh chị để âm ly này, đầu máy này. Hai bên cũng có dư một chút nhá. Và bản chân được làm cách đất lên một chút cho nó sạch sẽ và cho nó thoáng. Các cái bản chân chưa giới thiệu cho khách hàng. Đây là các bản chân được làm với bản mặt chân 8 này. Đó. Và các cái nắp hộp kéo này là các lắp hộp kéo liền nha. Liền nguyên tấm nha. Độ dày của lắp hộp kéo ở đây là 1/8. Đáy hộp kéo này, thành hộp kéo này, đó, tất cả là gỗ gõ đỏ hết. Đó, không có pha tạp. Đây là một chiếc kệ tivi cũng phải nói đến quý anh chị khách hàng đó là nó rất là nhỏ thôi, rất là nhỏ gọn, rất là đơn giản thôi, nhưng mà cái giá trị của nó rất là cao quý anh chị nhá. Gỗ gạc được sử dụng trên chiếc kệ này tất cả đều rất là dày dặn và chắc chắn. Đây là một sản phẩm mà Mộc Nam Huy làm theo yêu cầu của khách hàng. Khách muốn như vậy và khách cần như vậy thì Mộc Nam Huy làm cho khách quý anh chị nhá. Còn ngoài ra thì trong tầm cái mức giá như thế này, 16 triệu này, anh chị cộng thêm một chút thôi, 18 triệu, 19 triệu là anh chị có thể mua được những cái nó có kích thước dài hơn của Mộc Nam Huy nhá. Và đây là chiếc của khách hàng đặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, và tiếp theo thì Mộc Nam Huy xin quay cho quý anh chị coi thêm những cái chiếc mà nó có cái tầm nó dài hơn nhá. Những chiếc có tầm dài hơn là những chiếc được làm với tiêu chuẩn là làm sẵn rồi. Khách hàng có thể tới xưởng kiểm tra và ký nhận. Thì với những chiếc kệ tivi nguyên khối đấy, tại Mộc Nam Huy làm cũng rất là nhiều. Khách hàng quý anh chị có nhu cầu thì đa phần hiện giờ là có thể tới xưởng và mua sẵn nhá. Với những chiếc có độ dày mặt liền hoàn toàn là 8 phân này. Đó, Mộc Nam Huy có các cái mức giá như sau. Trên kích thước chiều dài là 1m92, sản phẩm có giá là 19.500. 1m84, sản phẩm có giá là 19 triệu. Và 1m74, sản phẩm có giá là 18.500.
Những cái sản phẩm này thì được làm với tiêu chuẩn là mặt liền nguyên khối 8 phân, chiều dài đã báo cho quý anh chị rồi, chân đặc nguyên khối là chân 12. Đấy. Và các cái tấm khung mặt này là làm với mặt ván là 1/2 quý anh chị nhé. Đó là chi tiết về các cái mẫu kệ này. Và quý anh chị có nhu cầu vui lòng có thể liên hệ đến xưởng qua hai số điện thoại được ghi trực tiếp ở trên màn hình này, và có thể tới tận xưởng để cùng thăm hàng, kiểm tra sản phẩm mộc và ký nhận trước khi sơn. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị ở trong các clip tiếp theo.